Đây chính là chiếc VGS Imperium Chiếc laptop gaming thương hiệu Việt đầu tiên Thực ra trước đây ở Việt Nam chúng ta ấy Cũng đã có những chiếc laptop thương hiệu Việt rồi Nhưng mà xét về phân khúc laptop gaming Thì VGS Imperium Là laptop gaming thương hiệu Việt đầu tiên ờ, Dù là thương hiệu mới Nhưng mà có lẽ rằng mình cũng không phải giới thiệu Quá nhiều về cái logo này đúng không Bởi vì mình tin rằng Rất là nhiều anh em đang xem video này thì đều trong cộng đồng PC VGS rồi Vậy thì xuất thân Là một cộng đồng PC laptop của VGS có chất lượng như thế nào Mình sẽ gửi đến các bạn những cái trải nghiệm chi tiết của mình sau một tuần sử dụng với chiếc VGS Imperium này nha Về thiết kế, dù là laptop gaming nhưng mà Imperium có phong cách thiết kế khá là trầm Nó không có nhiều chi tiết gân guốc mà thay vào đó là một thiết kế tương đối đơn giản Vuông vức Máy có tông màu xám với điểm nhấn trên bề mặt là logo VGS được khắp chìm xuống bề mặt. Logo này có mức độ hoàn thiện là rất là tốt. Nói chung thì hoàn thiện logo có thể là không phải là một điều quá khó. Mà cái khó ở đây đó chính là về chất lượng build tổng thể. Đây là một cái thực sự thách thức đối với những nhà sản xuất. À, về chất lượng build của chiếc Imperium này cũng là rất là tốt. Và theo mình đánh giá là nó xứng đáng đối với một sản phẩm với mức giá vào khoảng là 40 triệu đồng toàn bộ phần khung được làm bằng hợp kim maze và nó được phủ một lớp sần sần nó đem lại những yếu tố về mà xúc giác là rất là tốt bản thân mình thì luôn thích những chiếc máy làm từ maze nó không tinh xảo các chi tiết làm có thể là chưa được khít nhau và chưa được đều một cách tăm tắp nhưng mà nó bền và cái điều quan trọng đây đó chính là do được làm bằng maze thế nên nó có một trọng lượng rất là nhẹ nó chỉ là một 85 kg mà thôi Thực sự đây là một con số rất là ấn tượng Nếu xét về cái mức hiệu năng bên trong của chiếc máy này à, Cơ mà các bạn vẫn phải lưu ý nhá Dù máy nhẹ nhưng mà cái cục sạc của nó cũng không hề nhẹ một chút nào đâu Khá là nặng đấy Dễ hiểu thôi bởi vì đây là cục sạc có công suất là 230W mà Mở máy ra Ban lê của chiếc máy này có thể mở vào một tay Dù nó chưa được thực sự chắc chắn một cách xuất sắc cho lắm Nhưng mà do đây là kiểu thiết kế bản lề ở chính giữa Không phải kiểu ở bản lề hai bên Thế nên cảm giác gập mở là khá là an tâm và nó cũng giúp cho chúng ta tránh được một vài những lỗi vặt liên quan đến bàn lê Ok, vào bên trong thì chúng ta sẽ bị bất ngờ bởi một cái viên màn hình khá là mỏng của Imperium Viên ở trên thì hơi dày một chút đủ để cho VGS đặt vị trí webcam cũng như là cảm biến mở khóa khuôn mặt thông qua Windows Hello Những trải nghiệm rất là đầy đủ còn phía bên dưới, chất lượng hiển thị của màn hình này cũng là rất là tốt đây là màn hình kích thước 15 inch sử dụng tấm nền IPS và những trải nghiệm của nó thực sự là tương đồng so với những con số mà Thing View đo được. Màu sắc hiển thị đầy đủ và quá là ổn đối với nhu cầu sử dụng phổ thông. Đặc biệt, đây là màn hình 144Hz, mọi thứ đều rất là mượt ngay từ khi các bạn lan chuột. Và đây sẽ là một lợi thế rất là lớn khi các bạn chiến game. Ok, xuống phía bên dưới chúng ta sẽ có một bàn phím cơ RGB từng phím. Wow có vẻ như là chiếc máy này đem đến cho người dùng rất là nhiều những cái trải nghiệm một cách rất là đầy đủ đúng không Bàn phím cơ rgb từng phím và cái cảm giác sử dụng của chiếc máy này giờ tốt độ nảy tốt hành trình phím cũng rất là sâu lên đến là 2 mm uhm, khi mình gõ ấy mình thấy cái cảm giác gõ nó hao hao một phần của blue switch bởi vì nó sẽ phát ra những cái tiếng động và nó cũng lai lai một chút giữa brown switch nhưng mà cái tiếng phát ra này này nó cũng không quá ồn đến nỗi là gây ảnh hưởng đến người đối diện hay là người xung quanh nó chỉ vừa đủ để cho các bạn có được những cái trải nghiệm thú vị khi các bạn đặt tay lên gõ mà thôi còn nếu mà để nói về một cái điểm trừ về cái bàn phím này ấy, thì mình thấy rằng cái đèn led của bàn phím nó sẽ hơi bị chói đèn led của bàn phím cũng như là đèn led ở khu vực nút nguồn này hay là đèn led ở phía mặt trước máy này nó sẽ hơi bị chói và khi những cái hôm mình làm việc vào ban đêm ấy mình cảm thấy là hơi bị nhức mắt về touchpad, touchpad được phủ kính hỗ trợ Windows Present Thế nên cảm giác sử dụng là rất là phê Tuy nhiên cái phần BU touchpad nó chưa được thực sự tốt cho lắm Khi bạn gõ thì sẽ cảm nhận rõ thấy có những cái tiếng bộp bộp nhẹ phát ra Đi sâu hơn vào phần mềm, chiếc máy này có VGS Control Center Khi bạn ứng dụng lên, ngay lập tức mình đã ấn tượng với sự sạch sẽ, đơn giản các chế độ được chia rõ ràng trên nền trắng thế nên mình không bị rối mắt khi sử dụng. Nó cũng cho phép chúng ta làm vừa đủ những thứ cần có trên chiếc laptop gaming. Ví dụ như là xem hiệu suất của máy hoạt động ra sao này, chỉnh lại RGB này hay là chỉnh những cái chế độ quạt. Và còn nhiều nữa. Có lẽ rằng đây chính là một trong những control center mà mình cảm thấy là hợp ý nhất từ chiếc này, có thể sử dụng được luôn mà không cần phải tìm hiểu quá là nhiều. À, chỉ có một điều đó chính là laptop gaming thương hiệu Việt mà cái phần control center này lại không có tiếng Việt. <laughs> Tiếp theo, hiệu năng lòng điều anh em đang rất là mong chờ. Ở phiên bản này của mình là gần max option rồi, cho nên cấu hình của nó cũng rất là mạnh mẽ. Cụ thể thì nó đang trang bị con CPU Core i7 9750H, các đồ họa RTX 2070 Max-Q 16 GB RAM và SSD có dung lượng rất là cao lên đến là 512 GB. Anh em cũng sẽ có vào khoảng là cỡ 5 option khác nữa, 37 triệu đồng cho đến 62 triệu đồng. Tùy theo ngân sách của anh em được thể lựa chọn. Với các đồ họa RTX 2070 Max-Q, anh em hoàn toàn thể yên tâm chiến mọi game với những con số FPS rất là cao. Cộng hưởng với màn hình 144Hz nữa thì uh, trải nghiệm game nhìn chung là không có gì để bàn, nó rất là mượt, nó rất là nhanh. Còn về CPU Core i7 9750H cho hiệu năng ấn tượng. Đặc biệt là khi mình chuyển chế độ quạt từ balance sang performance thì công suất điện của CPU nó sẽ được đẩy từ 65W lên đến là 80W. Một hiệu năng rất là mạnh mẽ và nó sẽ rất là phù hợp cho những khi các bạn làm đồ họa cần hiệu năng phần lớn của CPU Mình cũng đã thử một tùy chọn khá là mới trên chiếc máy này Đó chính là Benchmark Mode Có vẻ như là thông số cũng không trên được quá nhiều Nhưng mà cái điều mà mình thích nhất của cái phần Benchmark Mode này này đó chính là Quạt gió của máy nó sẽ được đẩy lên ngay lập tức Qua đó thì nó sẽ giúp cho hiệu năng của máy luôn giữ được ở mức tối đa một cách ổn định hơn Bây giờ mình tắt nhá Các bạn thấy quạt gió của chiếc máy này điều chỉnh rất là tức thời và rất là dễ đúng không? Nó không bị nhập nhằng giữa các chế độ giống như một số những cái máy mà mình đã từng review trước kia Ấn tượng đấy Ngoài ra, anh em cũng thể dễ dàng điều chỉnh quạt gió thông qua một cái phím cứng bên cạnh phím nguồn Phản hồi khi chuyển các chế độ như mình nói lúc nãy là rất là nhanh Nhiệt độ của chiếc máy này cũng rất là tốt Uh, thiết kế của máy rất là thông thoáng như các bạn có thể thấy là máy có bốn khe thoát nhiệt hai khe ở mặt sau này một khe ở bên phải một khe ở bên trái và mặt đáy máy các bạn nhìn xem rất là thông thoáng đúng không đây là khu vực để cho máy hút luồng khí mát vào đây cộng với việc là quạt gió của máy điều chỉnh rất là linh hoạt rất là tức thời thế nên nhiệt độ khi mà mình chơi game ấy, nhiệt độ của CPU nó sẽ chỉ vào khoảng là 80 độ C mà thôi. Còn nhiệt độ của GPU nó sẽ chỉ vào khoảng là 70 độ C mà thôi. Đây là một mức nhiệt độ thực sự rất là ấn tượng. Mức nhiệt độ này thực ra là cái mức nhiệt độ khi mình update những cái phiên bản BIOS mới nhất thì công suất điện của CPU nó sẽ vào khoảng là 25W. Chứ thực ra ấy, nếu mà sử dụng phiên bản BIOS cũ ấy, cả cái CPU không bị giới hạn nhá, nó vẫn đẩy lên được trên 40W. Thì nhiệt độ của CPU nó cũng chỉ vào khoảng là 90 độ C mà thôi. Điều đó cho thấy rằng hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này thực sự cũng rất là ấn tượng đấy. Ok, có thể thấy là chiếc VGS Imperium này có chất lượng rất là tốt đúng không? Dù là một thương hiệu mới nhưng mà gần như mọi yếu tố trên chiếc máy này đều dành điểm cộng đối với mình. Và mình thấy rằng đây là một chiếc máy đem lại trải nghiệm rất là đầy đủ. Đầy đủ. Đầy đủ về trải nghiệm gaming. Đầy đủ về trải nghiệm văn phòng và đầy đủ về những cái trải nghiệm dành cho những người làm đồ họa sáng tạo. À, để có thể làm được điều này, một thương hiệu mới có thể làm ra một chiếc laptop tốt tốt như này, là VGS đã sử dụng uh, thiết kế Bebon từ một uh, nhà xuất đến từ Trung Quốc. À, cụ thể hơn đó chính là VGS cũng như là một số nhà xuất khác ví dụ như là Thom hay là Electronac đã sử dụng chung một cái thiết kế Bebon và tinh chỉnh lại một số thành phần. Rồi mang về thị trường của mình Mình thấy rằng đây là một cách làm rất là hay Bởi vì các hãng có thể cắt bỏ đi khâu R&D Và mang đến cho người dùng những sản phẩm có chất lượng tốt Với mức giá dễ thở hơn Và điều quan trọng ở đây đó chính là người dùng có thể an tâm Bởi vì đây, bộ khung máy này Là một bộ khung đã được kiểm chứng qua nhiều thị trường khác nhau Và bây giờ VGS mang về thị trường Việt Nam Đấy chính là lý do vì sao mà chiếc VGS này có chất lượng hoàn thiện, chất lượng khung gầm mình đánh giá là rất là xứng đáng với mức giá vào khoảng là 37 triệu đồng, gần 40 triệu đồng ở phân khúc tầm trung. Còn bất lợi ở đây thực ra sẽ chỉ đứng về phía VGS khi mà hãng sẽ phải làm thế nào để có được doanh số tốt và tiếp tục update những chiếc Imperium thứ hai, thứ ba, thứ tư chứ không thể sử dụng mãi một thiết kế như này trong vòng 3 cho đến 4 năm liền đúng không? Thiết kế sẽ ngày một cải tiến và ngày một chất lượng hơn còn với phiên bản lần đầu tiên này mình thực sự có khá là nhiều những sự ấn tượng đấy cuối cùng cái mà người dùng quan tâm nhất về một thương hiệu mới đó chính là về chế độ bảo hành thì với những thông tin mà hãng đưa ra mình cảm thấy rất là hài lòng ví dụ như là các bạn sẽ được một đổi một trong vòng một năm nếu như không có lỗi gì gây ra từ phía người dùng và riêng RAM và SD thì các bạn có thể một đổi một cho vòng 2 năm luôn. Ừ, trên giấy tờ thì hoàn toàn hài lòng, còn trải nghiệm thực tế như nào thì câu trả lời có lẽ sẽ phải nhường lại cho các bạn thôi. Ok, đó là tất cả những trải nghiệm của mình về chiếc VGS Imperium này. Dù là được sản xuất bởi OEM nhưng mà không thể phủ nhận rằng đây là một chiếc laptop rất ổn, rất đầy đủ về mặt trải nghiệm và rất xứng đáng để sở hữu. À, đặc biệt là trong tầm giá 37 triệu đồng có các bạn thì sao các bạn nghĩ sao về chiếc máy này hãy cùng comment ở phía dưới nhá còn nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like cũng subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên channel Thinh View nhá còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại